Hello các bạn nha, hôm nay thì mình cũng tiếp tục trở lại cửa hàng xe mới để cập nhật giá xe nha các bạn. Và hôm nay mình đồng hành với Yến sẽ cập nhật cho các bạn mình. Chào em. Dạ em chào anh, em Yến chào cả nhà nha. Và ở video này thì để đập tan cái tin đồn cho mọi người là các dòng xe nhập khẩu đã hết hàng rồi và không nhập hàng được nữa, thì bên em đang còn rất là nhiều xe cho mọi người luôn ha. Cho nên là bạn nào đang có nhu cầu, đang quan tâm cũng như là sẽ dự định mua các dòng Satria nè mọi người, rồi Rider nè, rồi Sonic nè, thì theo dõi em hết cái video này để em cập nhật tình hình xe cho mọi người cũng như là giá và chương trình trả góp luôn nha. Trước mắt thì mình đến với Sonic đi anh ha. Hiện tại thì ở đây em đang có rất là nhiều màu sơn 3D, sẽ giới thiệu cho mọi người một số màu xe cũng như là sẽ hỗ trợ cho mọi người cái chương trình bảo hành màu sơn bên em nha. Thì kế bên mình sẽ có cái một em bạc đen nha cả nhà. Cái tem bạc này thì lên khá là độc đáo so với những cái con xe trước, đó là về cái thiết kế tem sẽ khá cách hơn một xíu nè mọi người. Nó sẽ thiên về tem này thì bên em hay gọi là tem cá mập ha. Rất là độc đáo luôn nha, tại vì sơn rất là chi tiết nè, mắt nè, rồi răng nè, rồi thêm một xíu chi tiết ở vai nữa nè. Đấy. Wow. Cái màu sơn 3D này là sơn trực tiếp bên nhà áo xe cho mọi người luôn. Và khi ra cầu quẹt giấy tờ sẽ là ra hợp lệ cái màu bạc đen cho mọi người ha. Nên là anh chị cứ yên tâm nha. Màu này khá là đẹp và độc lạ luôn các bạn. Dạ đúng rồi. Mình có đầy đủ tem Sonic nè, rồi 150G đầy đủ cho mọi người luôn nha. Và tem xe là tem đỏ đen, thì sẽ kết hợp cùng với một cái mâm màu đỏ đồng điệu với cái màu tem ha, rất là đẹp để làm nổi bật cái con xe của mình hơn nha. Và khi các bạn mình có liên hệ bên em mua xe thì em có hỗ trợ như là xăng xe đi lại cho anh chị các bạn mình không? Dạ có nha anh. Mình cả nhà mình khi mà trước khi đến cửa hàng hãy nhắn tin cho em Yến đi, để em tư vấn cho mọi người giá xe này, chương trình trả góp, và sẽ được giảm từ 1 triệu đến 2 triệu xăng xe đi lại đó nha. Ngoài ra khi mà anh chị chưa có nhu cầu mua xe mà xem được cái video này á cả nhà, người thân bạn bè mình có nhu cầu mua xe thì anh chị dẫn qua cho bên em ha. Em sẽ gửi tiền cà phê cho mọi người từ 500 đến 1 triệu luôn á mọi người. Và đặc biệt thì mình cũng còn chương trình là ship xe xa đúng không em? Dạ đúng rồi. Thì hiện tại là em thấy một số tỉnh thành là chưa sơn được màu sơn 3D cũng như là chưa có hỗ trợ đổi màu cầu quẹt xe á cả nhà. Thì bên em sơn những cái màu sơn như thế này mọi người thấy lạ mắt hoặc là mọi người thấy giá cả bên em ok, thì cả nhà mình cứ liên hệ cho em ở bất kỳ các tỉnh thành nào em cũng ship xe được cho mọi người nha. Có cọc trước nhưng mà cọc ít lắm mọi người, chỉ từ khoảng 3 triệu 4 triệu là em ship được rồi á. Ok. Dạ. Rồi cái màu này luôn là em tính cái giá cho anh là bao nhiêu em? Lên màu sơn 3D cho mọi người luôn ha, bao gồm màu sơn và giá xe luôn chỉ có 52 triệu 900 nghìn thôi. Anh chị đến cửa hàng còn được giảm hỗ trợ giảm thêm 2 triệu nữa là chỉ còn có 50 triệu 900 thôi mọi người. Đây. Cái màu xe rất là đẹp luôn nha. Và đặc biệt khi mà cái màu 3D này nè là em sẽ hỗ trợ bảo hành cho cả nhà là 1 năm nha. Các trường hợp ví dụ như là bong tróc sơn rồi bị nổ sơn là em sẽ sơn lại hoàn toàn miễn phí cho anh chị luôn. Okay. Còn nhận lên màu sơn 3D theo yêu cầu cho mọi người nữa, quá là đặc biệt đúng không? Rồi mình còn màu nào nữa em? Dạ đây rồi, ở đây anh ha. Nguyên một cái đây. Wow, rất là nhiều màu luôn các bạn ơi. Luôn. Rất là đẹp luôn ha, kiểu tem thì khác nhau luôn. Mình đến với màu trắng đầu tiên đi nha. Lên màu này là màu trắng phóng nha, và thiên về màu trắng tinh luôn chứ không phải là trắng ngà nha mọi người. Tem thì sẽ là tem hoạt hình, họa tiết hoạt hình ở dưới này ha, tem thiên về màu đen xanh nhiều nha. Cái logo xe nè, chữ xe rất là đẹp luôn nha. Kế bên thì mình sẽ có một hai em màu trắng nhau, cũng là màu một màu trắng tinh luôn, không có bị trắng ngà ha. Còn tem thì sẽ thiết kế tem đơn giản hơn, nó chỉ có tem xe Sonic nè, rồi logo của Honda nè, không có họa tiết nhiều nha, rất là đơn giản nhưng mà khá là đẹp ha, lịch sự ha các bạn. Dạ đúng rồi. Rồi kế bên thì sẽ có xanh ngọc nha cả nhà. Em này thì lên màu sơn 3D nè, rồi có lên phụ kiện khá là nhiều trên xe. Mấy bạn nhìn ở đây là sẽ thấy em có dán viền đồng hồ nè, rồi em có lên ốc ghi đông cho mọi người nè. Ngoài ra thì còn có bảng tên, rồi ba ga nữa ha. Rất là đẹp cái con xe của mình luôn. Thì ngoài cái chương trình mà được khuyến mãi giảm giá xe ra, thì bên em còn khuyến mãi giảm giá phụ kiện cho anh chị nữa. Nên là bạn nào mà ưng những cái dòng xe cung tay mà thích chơi xe lên ruột chơi á, thì bên em có hỗ trợ giảm cho mọi người thêm nữa nha. Và những cái màu sơn này thì khác nhau như vậy thì giá nó có chênh lệch không em? Dạ không nha, những cái màu sơn khác nhau bên cửa hàng em đều hỗ trợ cùng một giá. Và thêm một cái nữa, ví dụ như anh chị đặt sơn thì em cũng hỗ trợ cho mình giá này luôn á mọi người. Vẫn có giảm giá cho mọi người luôn nha. Mà ví dụ như á, mà khách hàng ví dụ như anh chị ở xa nè, muốn đến trực tiếp cửa hàng xem xe, mà mình ưng cái màu xe nào đó thì anh chị cứ liên hệ cho em đi. Em nhận cọc tầm 1 triệu mấy 2 triệu là em sơn cho mọi người trước luôn. Xong rồi mọi người lên là được con xe ưng ý mang về luôn nha. Ok các bạn. Các bạn mình cứ tham khảo màu nha, mình đơn màu nào thì mình liên hệ cho Yến nè. Dạ. Giá thì đồng hết nha các bạn.
Rồi ở đây em có xám tím iPhone ha cả nhà. Màu này thì khá là hot trong cái thời điểm vừa rồi nè. Lấy cảm hứng từ cái iPhone 14 Pro Max ha. Rất là đẹp nha. Rồi kế bên thì mình sẽ có xanh lục bảo, tem rõ đen ha. Cái em này thì thiết kế tem khá là lạ so với những cái màu khi nãy mình vừa mới quay nè. Tem Sonic đi viền bạc nha, hiệu ứng 3D rất là rõ trong cái con tem này ha cả nhà. Siêu đẹp. Rồi. Đây, cái bên thì sẽ có màu xanh tím titan nha. Riêng cái em xanh tím này với cái em xám tím kia là về cái màu 3D là cái hiệu ứng 3D rõ nhất trong tất cả các màu xe luôn cả nhà. Tại vì nó có thể là lên được hai màu xe cùng một lúc luôn. Bên đây thì ánh xanh nè cả nhà. Rồi ở dưới đây sẽ là một cái ánh tím tím ha, rất là đẹp nha. Rồi ở đây thì em có màu trắng giống như cái ở đằng kia nhưng mà là tem đỏ ha. Kế bên thì mình sẽ có màu vàng đen tem đỏ nè mọi người. Rồi trắng đỏ, rồi màu cam đen ha. Đối với lại các màu riêng của dòng xe này thì nó chỉ rơi vào khoảng là 50.900.000. Anh chị liên hệ mua xe thì em hỗ trợ giảm 2 triệu nha. Còn tầm 48.900.000 thôi mọi người. Và màu sơn 3D thì em có cập nhật giá cho mọi người rồi nha. Liên hệ em đặt lịch mua xe, trả góp hay tiền mặt đều được giảm giá hết. Và dòng xe này nếu mà anh chị có nhu cầu mua trả góp, tài chính chỉ tầm khoảng 9 triệu là em hỗ trợ anh chị lấy xe về luôn ha. Thủ tục rất là nhanh chóng luôn, chỉ tầm khoảng 3-40 phút là em hỗ trợ anh chị đem xe về trong ngày luôn rồi nha. Ok, tiếp tục cập nhật cho các bạn mình là mẫu Raider với lại Sachia nha các bạn. Từ bên trên khu vực này luôn đi em. À rồi, từ trên này đi. Rất là nhiều màu nha các bạn ơi, thoải mái lựa luôn nè. Dạ, ở đây thì tiếp tục là mình sẽ đến với Raider Sachia ha. Xe ở đây nó sẽ chất lộn xộn một xí, tại vì hai dòng này nó đều ngang ngang nhau á cả nhà, cho nên là em sẽ giới thiệu từng màu xong rồi cập nhật giá của hai dòng xe cho mọi người luôn ha. Ở đây thì mình sẽ có màu đen vàng nha. Em này cũng lên cái phụ kiện ở trước xe rất là đẹp nè mọi người. Màu vàng tem trắng đen ha. Em này thì thiên về là cái tem, thiết kế tem khá là hơi cầu kỳ một xíu. Theo em á thì nó hơi cầu kỳ một xíu, tại vì nó rất là nhiều chi tiết nha mọi người. DOHC 4 van nè, rồi Raider nè, rồi tem 6 số nè. Rồi ở đây mình còn có G150 nữa ha. Thì ví dụ như anh chị muốn thay đổi thiết kế tem hoặc là muốn sơn cái tem theo cái yêu cầu của mình, hoặc là coi đâu đó được một cái màu xe tem chùm mà mình ưng ý thì cứ gửi qua cho em nha. Em hỗ trợ lên theo yêu cầu của khách hàng nha. Rồi kế bên thì mình sẽ có một cặp sinh đôi ha. Sachia cả nhà, màu xanh lá cây. Em thấy đối với một số anh chị thấy màu xanh lá cây rất là kén người chạy là cái thứ nhất nè, và rất là kiểu sợ sáng quá cả nhà. Nhưng mà bên em sơn thì bảo đảm cho mọi người luôn là ra xe rất là đẹp luôn nha. Anh chị thấy cái màu sơn nó không có quá nổi bật ha, mà khi mà anh chị đi thì nó lại hơi lạ so với mọi người. Thì những cái màu xe mà mình chọn sẽ được gọi là mấy cái màu xe độc quyền đó cả nhà. Ok, tiếp tục nè. Rồi kế bên thì mình sẽ có một cái cặp bài trùng, đó là Raider và Sachia lên cùng một màu xe. Cái này thì rất là thích hợp cho bạn nào mà mua một cặp xe mà anh thích một xe còn em thích một xe mà đi chung một màu á. Về dòng này thì em đang lên là cái phiên bản cho mọi người là Sachia nhập khẩu nguyên con ha, và Raider chính hãng ha cả nhà. Rồi mình có cam đen. Em này thì tem khác so với cái em phía trước một xíu ha. Thì cái thiết kế tem này là lấy cảm hứng từ cái phiên bản 2021 nha mọi người. Lấy cảm hứng từ cái phiên bản màu jean 2021, em sơn tem 3D màu cam đen để làm nổi bật cái tem xe của mình hơn ha. Rồi kế bên thì mình sẽ có màu trắng cam đen nha mọi người. Sẽ có rất là nhiều kiểu tem nè, rồi có rất là nhiều màu xe, hoặc là có rất là nhiều khách hàng đặt sơn xe mà em chụp ở trên bài đăng của em bên Zalo, cho nên là anh chị cứ kết bạn cho em trực tiếp để xem bên tường của em có những cái màu xe như thế nào để mình lựa chọn dễ hơn nha. Rồi kế bên thì mình sẽ có xanh lục bảo nha. Em này thì lên từ cái phiên bản Sachia chính hãng ha. Xi nhan đầu đuôi bị lồi ra nè. Thì khi mà anh chị mua xe thì giá, tất nhiên là giá của hai dòng này nó sẽ nhỉnh hơn nhau một xíu, cho nên là tùy theo điều kiện kinh tế, tùy theo sở thích, hoặc là tùy theo cái điều kiện mà mình muốn bảo hành thì anh chị có thể lựa chọn một trong hai dòng xe. Tại vì riêng cái dòng Sachia chính hãng này em có hỗ trợ tích hợp vào cho mọi người được nha. Rồi Sonic thì ở đây có một cái màu jean nè, màu trắng đỏ nha. Trắng đỏ, trắng đỏ tem racing ha. Em này thì hiện tại là như em cập nhật giá khi nãy cho mọi người ha, nhắc lại một xíu là 50.900.000, giảm 2 triệu cho anh chị, chỉ còn 48.900 thôi nha. Rồi Sonic nha các bạn. Còn Raider với lại Sachia là như thế nào em? Dạ, Raider thì cái phiên bản Raider sẽ rơi vào khoảng giá từ 42.500.000 đến tầm 44.700.000. Liên hệ đặt lịch trước em giảm 2 cũ sang xe nha. Còn đối với dòng Sachia thì cái phiên bản chính hãng á mọi người sẽ rơi vào khoảng 42 năm đến tầm khoảng 47 năm, và riêng cái phiên bản tư nhân thì sẽ tầm 47 đến 49 triệu nha.
và sẽ hỗ trợ cho anh chị là bảo hành màu sơn 1 năm đến 1 năm rưỡi. Còn về hình thức trả góp thì cả hai dòng xe này luôn, anh chị đưa trước giúp em từ khoảng 7 triệu, 8 triệu là mình có thể mua được xe rồi nha. Thủ tục thì cần căn cước công dân thôi. Bạn nào mà tài chính nhiều hơn một xíu thì có thể là trả trước 40% để mình nhận gói cầu gạch gốc ha. Và về tất cả các dòng xe tại cửa hàng em, anh chị thấy rất là nhiều màu sơn 3D đẹp đúng không cả nhà. Em có hỗ trợ ship xe về tận nhà cho mọi người luôn. Cho nên là anh chị đang ưng ý, quan tâm dòng xe nào cứ bình luận hoặc là nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại bên dưới màn hình giúp em, để em Yến hỗ trợ tư vấn các chương trình khuyến mãi cũng như là hỗ trợ ship xe cho mọi người nha. Cảm ơn anh chị đã xem hết video của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người video sau. Bye bye.